Không, đây anh em này. Đây. 5 trứng. Hello, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của em nhé. Thì hôm nay em lại đưa anh em ra xem thăm cái tổ chim em đặt đống tre và nó nở để được 4 trứng và nở được 4 con đấy. Thì em đã lấy và đưa ông anh nuôi. Bây giờ em tiếp tục em đi ra đấy nghe thử xem là nó có đã có làm tổ tiếp không nhá. Kia cây ống tre vẫn kia. Đây, em trèo vào đây. Tí ngã anh ạ. Ngã phát vỡ mồm. Đi tìm tổ chim mà ngã vậy. Ngã phát đầy đấy. Tội nạn. Màu rất nhiều anh em nhé. Quanh này rất nhiều màu. Đây. Ồ, nó bỏ rồi. Nó bỏ không làm lại đây anh em ạ. Đây, có mang nhện này biết rồi. Nó bỏ không làm lại nữa. Ok. Để bây giờ em về nhà. Em thử kiểm tra nhà xem cái tổ vào nhà cũng có làm lại không nhá. Và kiểm tra cái tổ mà ống tre cây cau làm xong cuối cùng nó bỏ. Bỏ trên cây cau nó xuống làm ở ống tre đấy. Thì tiếp tục anh em đi theo em để review. Tại vì là thực ra là dạo này không có video nên cũng đành đi quay những cái video vớ vẩn này, anh em thông cảm. Để cắn đề xuất thôi, để đỡ mất đề xuất. Đây anh em này, em về em ngé qua cái tổ đằng sau nhà. Hôm vừa rồi là em quay ở cái cây cao kia anh em nhé, là nó bỏ đấy. Thì là xuống đây nó để 2 trứng rồi. Hôm tối em lại tưởng là chưa đẻ, thì hôm ý đó để được 2 trứng rồi. Thì hôm vừa rồi em nghe thì được 5 trứng tất cả. Không biết bây giờ nó đã ấp nở chưa, chắc chưa đâu, tại vì mới. Cũng mới thôi. Đây. Em đang gõ thử xem con mẹ nó bay ra không. Đây anh em này. Đây. 5 trứng. Chưa nở anh em nhé. Vẫn 5 trứng. Đó. Thì cái ổ đầu đằng kia nhà em ạ, thì vẫn không thấy nó làm. Cái đầu kia mà ổ đầu vụ đó là không thấy nó làm. Thì nó cái tổ cây kia thì làm sang ở dưới này. Rồi, ok. Chào anh em, để hẹn anh em clip tiếp theo. Anh em đăng ký để nhận những video tiếp theo của em.